Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu vừa có văn bản số 555 thông báo tìm các khách hàng mua đất tại dự án hồ tràm Riverside, huyện Xuyên Mộc để điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Xuyên Mộc, hiện đơn vị đang thực hiện xác minh tin báo thụ lý điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua quảng cáo mua bán dự án bất động sản xảy ra trên địa bàn huyện, do đối tượng Nguyễn Quốc Vinh, 48 tuổi, ngụ tại 80 Trương Quyền, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Trước đó, thông qua các phương tiện thông tin báo chí được biết, tại khu vực ấp Gò Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc xuất hiện siêu dự án bất động sản hồ tràm Riverside đang được nhiều công ty bất động sản quảng cáo chào bán với quy mô dự án gần 60 hectare, 586 nền đất. Hiện khu đất đã san ủi bằng phẳng và hình thành nhiều đường đất. Đây được xem là dự án đất nền, biệt thự nhà liền kề với giá bán khoảng 7 triệu đồng trên 1 mét vuông. Điều đáng nói, thực tế đến nay, khu vực này chưa được cấp phép xây dựng cho bất kỳ dự án nào. Hoạt động chào bán đất nền dưới dạng dự án hồ tràm Riverside ẩn chứa nhiều nguy cơ lừa đảo. Quá trình kiểm tra xác minh việc phân lô bán nền của ông Nguyễn Quốc Vinh cho thấy, ông Vinh sử dụng đất là sai quy định, khu đất rộng 60 hectare trên là đất nuôi trồng thủy sản. Ông Vinh chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc chưa cấp phép cho chủ sử dụng đất làm hạ tầng, xét thấy cần xác định những người đã mua đất của ông Vinh tại khu vực trên để phục vụ công tác điều tra xử lý đối tượng và đảm bảo quyền lợi của những người dân đã mua đất của ông Vinh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuyên Mộc đề nghị Công an các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc thông báo rộng rãi đến người dân được biết.